Chào các bạn nha, chúng ta tiếp tục đến với lại cái phiên live tiếp theo. Tập này đó là mình sẽ chấm cái bài thi chụp ảnh của tập thể lớp 6A3 nha chưa. Thì cái chủ đề của cái lớp này là gì? Động vật. Rồi các bạn diễn tả động vật thôi chứ không có gì khó khăn hết. Chủ đề của mình là nhiếp ảnh nha chưa. Thầy lâu quá mém ngủ quên, sorry em. Rồi bây giờ bắt đầu mình chấm bài. Hổ cái tâm cũng chết luôn á. Rồi giờ bắt đầu chấm bài nha chưa. Thì rất nhiều cái mắc cười mà không muốn nóng luôn. Rồi vậy đây. Đó, vậy đây đẹp nè. Đó. Rồi ok. Mở lên like có 1 phút đó. Rồi. Có chấm bài mắt không hả? Chút xíu chấm. Ê bài mắt lớp 6A4 ngày qua chấm xong rồi đó. Bữa nay tới lớp 6 khác đi. Rồi giờ mỗi bạn in 2 bài. Ủa sao Bảo Ngọc ở đây anh Long mà sao mà lộn xộn bài hết trơn vậy? Nữa tôi kiểm tra lại đây. Rồi, giờ bắt đầu chấm bài nha chưa? Đơn thuần là chấm mấy con mèo thôi. Thì trong nhiếp ảnh á, là thứ nhất á, là chủ thể phải có hậu cảnh, tiền cảnh. Thứ hai là xóa phông. Thứ ba là bố cục. Thứ tư đó là gì biết không? Biểu cảm nhân vật. Phải có hết tất cả ha. Và cái gì? Và đặc tả. Chụp phải có đặc tả trong đó. Các bạn cam bố cục cho kỹ rồi các bạn chụp thôi ha. Rồi ok, bức này tôi chăm chế cho em đúng chủ đề, dáng dốc tư thế có, nhưng mà xa xa đó là một cái bãi ghét, tôi không đồng ý, trừ em điểm. À, tôi chấm bức này là 96 điểm, còn 95. 95 điểm, vậy đi, tiếp. Không thấy tên thầy ơi, tên ta để ngoài sao đó em. Rồi con mèo này trong nhiếp ảnh. Cái phần này bị thừa thiếu, người ta phải cắt cái hình lên ngang qua đây đi, không? Để thừa thiếu nè, không? Ở trên thì nó không có chi tiết nhiều. Có nhiều thôi đó. Cái thừa thải như thế này tôi trừ em 1 điểm. Tên gì? Bảo Ngọc. Tôi chấm em cái bài này là 82 điểm. Không, 83 trừ 1 còn 82. Y con gái lượng thứ không trừ là 83 y thinh. Tiếp. Đề gì hả? Đi chụp hình con động vật. Em chụp hình full HD ghê ha. Tên gì ạ? Hồng Đào. Quá trời full HD rồi đó em. Chèn phẹt có con mèo của người ta ôm chụp gì nè. Tàn nhẫn chưa? Cái này như chụp diềm vậy đó chứ có chụp mà nghệ thuật gì. Nè. Kiểu vậy nè, ê mày đưa cái đầu đi coi chụp cụp. Tàn nhẫn bất nhân vừa phải thôi. Con mèo này mà nó coi được cái bức này hả? Nó cào mặt em. Hưng ơ. Tưởng tượng được. Chụp hình không có full HD gì hết trơn á. 55 điểm. Tiếp. Nè bức này đỡ khổ hơn nè thấy không. Con mèo mà sao cái mỏ bị sưng quanh bên vậy. Trời ơi. Nhìn cái mặt nè. Trời đất ơi. Cái mặt gì đâu mà phán xét người khác. Trừ em 1 điểm. Cái tội cái mặt con này phán xét quá. Trừ 1 điểm đi. Thấy ghét quá đi. Quá trời full HD rồi. À cái bức này tôi cho chăm chế 63 điểm. Khổ tâm. Cái mặt như bị âm chích vậy đó. Tôi báo em mấy em biết trước nha, mấy em mà lấy ảnh trên mạng chụp mà gỡ qua cho tôi đó ha, là tôi cho gớt môn hẳn luôn đó. Cái bài thi này quá dễ rồi, chụp xong lấy điểm thôi mà còn làm không được nữa là tôi xỉu luôn á. Rồi nha, tiếp nè, như thế này đỡ khổ đi. Nhà là trại cứu hộ động vật hả? Sao tới hai con mèo dữ hả? Bảo Hiền, lỡ không có động vật thì sao, thiếu gì con động vật, em có thể chụp em mà. Mộng chết hà, vô hỏi cái gì đâu không hà. 86 điểm. Mấy bạn bình luận có số điểm giùm thầy đi. Trắng đầu kia đi thầy hả? Ok luôn. Gì chờ. Thời buổi bây giờ năm nào mà sao lấy cái hình con chó mà đi ngậm bao lì xì nữa vậy. Người ta được lì xì cũng lỡ lấy mấy ảnh chụp hình nữa. Em mà động vật cao cấp hả thầy? Chính xác luôn. Chèn phẹt ơn chó ngậm lì xì cũng lỡ canh chụp nữa nè. Phóng viên gì đâu mà ngộ ngùng thôi mà được dễ thương đi. Cái mặt con chó người ta hiền được lì xì là chính xác. Cái bức này tôi cho em chăm chế nha chưa. 90. Thấy hồng qua môn rồi đó thấy chưa. Nhẹ nhàng có gì đâu cực khổ chăm bề. Chào Phật ơi Nam Mô A Di Đà Phật. Cái con chó nó ngước cái đầu lên gì cái không chụp người ta. Rồi em chụp xong nó có gượng nó có cắn em không. Em như em chụp dìm người ta vậy đó. À, em kêu nó ừ con ơi. Con cười lên cái đi con. Con ơi con nhe răng, con cười lên này kia cái nọ. Con cười một phát tới mang tay đi con. Hình nó khác không mặt gì nè. Chăm chế nha. 91 được không?
mặc gì đó mà buồn hết sức là buồn luôn á. Chấm lớp 6 A3 thái tài hả, 92 đi. Trời ơi, nhưng mà bạn xó phong xó nền kỹ, diễn đạt được cái đặc tả của cái căn chân dung con động vật rất là hay luôn. Ủa tưởng chụp rồi đẹp giả lợ không có bạn. Nhiều môn á, bây giờ chương trình mới có những cái môn khác thi cũng vẽ nữa. Mà cái giai đoạn này đó mà môn nào cũng dồn sức mà vẽ tùm lum hết trơn, đuối các em lắm. Cho nên thầy Dân chuyển cái chủ đề của chúng ta qua học cái phát ngôn là nhiếp ảnh, để các bạn rành về cái bố cục cũng như cái ánh sáng. Và cái thứ hai nó là gì? Nắm được màu khi in ra cái giấy in ảnh, nó sẽ đặc tả được cái sắc độ nó như thế nào. Và nó còn nhẹ hơn cho các em nhiều, khỏi cần còng lưng mà vẽ những bài khác, hiểu không? Trời ơi, thầy Dân đã tính toán hết trong đầu rồi đó. Cái này là hai con mèo á hả? Sao nó dán ngồi dán ngủ ấy mà sao mà hả? Thấy ghê quá vậy. Công minh bao nhiêu điểm mấy em? Hai con này bị gì á? Một con thì ngủ cong lưng, một con thì ngủ kiểu này. Hỏi ơ luôn chưa? Không có tưởng tượng được. Đó, bao nhiêu điểm mấy em? 89 cao quá vậy. Bức này là 79 thôi. Tiếp. Ê con chó dễ thương quá vậy. Trời con chó dễ thương quá em. Nhiều điểm góp hả? Thang điểm 100 là từ 60 điểm trở lên mới đậu nha em. Mà thường á, cái đề này thầy cho mỗi bạn lên 2 tờ. Ví dụ cái tờ này mà có lỡ su cà na nó rớt mà cái tờ kia đậu thì mình vẫn đậu. Trường hợp bạn nào mà tiếc tiền in có 1 tờ một thôi á, mà cái tờ đó mà gớt luôn là xong. Thì khi gớt môn đó là mình sẽ bị hạ 2 bậc học lực. Mà dễ gì gớt môn. Trời, thôi dễ thương nè, chỉnh chu. Đan Thùy dễ thương quá, chỉnh chu quá, tôi thích bức này chăm. Quá đẹp luôn. Không được, 99 thôi. 99 thôi. Chụp mà nó nghiêng nghiêng xéo xéo, tôi bực bội trong người nè. Cái nét xiên đâm vô đây nè là không được. 99. Tiếp. Con mèo gì như con hét như ông hét le vậy. Đang Thùy luôn nè. Bạn mèo này em nhờ bạn Lý Gia Hân lớp 6A1 chụp giùm. À, thấy ghê quá à chợ. Con mèo như hét le mấy em. Chợ tôi nuôi con mèo với gian gì chứ tôi ngồi tôi cười chết luôn á. Ghê quá à. Ghê quá à. Stalin đúng rồi đó. Cỡ đó ăn lên đó em. Dễ thương ha. Mèo anh đàng hoàng xuất sắc. Được. 97. Tiếp đi, tôi thích con chó hơn. Chờ Phúc ơi Phúc. Hồi sáng Phúc kể với tôi nói vậy nè. Em chụp con chó này nè thầy, nó nhìn em chụp nó cái đùng, xong nó gượt em nó cắn. Mệt muốn chết hà. Rồi bao nhiêu điểm mấy em? Tôi hỏi mấy em nè, chủ đề của chúng ta là động vật. Mà ai đợi chụp con chó mà cái bản mặt gì đem đi chụp không? Tôi nói thiệt á, cái mặt của người ta chưa đánh thắng pha so, người ta mới sáng sớm là mở mắt ra em lại em chụp người ta. Còn kêu nó không được em nó cắn. Trời ơi, trước khi em chụp người ta em phải xin phép. Rồi em phải là dưới sự đồng ý của con chó này thì á, em phải hỏi ý kiến của nó là có được quyền in hình của nó ra để nộp cho tôi hay không. Trường hợp nó sửa 1 tiếng thì nó đồng ý. Nó sổ 3 tiếng là em chạy bỏ dép, tại vì nó sợ sẵn nó cắn em. Ừ, mình phải biết cái gọi là cái nhân phẩm của con chó này. Khổ ghê á, người ta người mỏng không tôn trọng người ta gì hết trơn á. In bài 1 hả? Nhìn bánh chai không? Nó mặc đẹp trai gì nè, thấy chưa? Hiền khô. Khổ ghê. 80. Cẩu phẩm, chính xác. Chèn phẹt Khánh Thùng ơi, cái con mèo người ta đi ăn dụng, lén lén đi ăn rồi em đi theo em gình gình em chụp người ta. Không tưởng tượng được luôn á, cái này là đang kiểu như núp núp nè. Hồi tối đi chơi khuya mới về nè, sửa soạn đi vô nhà sợ gần chết. Cái ảnh thấy cái ảnh chạy theo người ta, ảnh chụp nè, giờ nhìn cái mặt con mèo nè. Kiểu như là, ủa alo, cái gì vậy ông nội, cái gì vậy? Mày im im mày đi ra chỗ khác chơi đi, tao đang núp vợ tao, kiểu vậy đó. Hỏi ơ luôn đó. Tưởng tượng được. Rồi đặc tả con mèo dữ chưa? Sao không chụp gần lỡ sai bố cục rồi. Con mèo giờ đó mà nhìn hèn thấy sợ luôn á. Nè hèn hết sức luôn á. Tưởng tượng được. Cái bức này 70 thôi.
Rồi cái con chó của người ta sao mà không chụp gần lên, mà đi chụp gì đâu mà xa xôi hẻo lánh, rồi cái gì vậy trời. Rồi là chụp con chó dữ chưa? Tôi không thể nào tưởng tượng được luôn á cái đề này. Mà đây chụp con chó mà con chó quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn mặt. Chụp gần nó cắn sao thầy? Ủa ai biểu? Ai biểu còn chọn con chó? Sao không chọn con khác? Em không xin phép nó cắn em phải ừ. Chụp hình người ta không xin phép. Hở ơ luôn. Ngược em là đúng mà tên gì? Không ghi tên, trừ 20. Không ghi tên, trừ 20 điểm. Trừ 20 điểm. Cái bức này tôi cho em là 65, trừ 20. Rồi ok. Tiếp. Chụp con kiến được điểm không? Được em ơi. Em bỏ cái tay của em vô cái ổ kiến á, sau đó bu đen rượu cái tay của em chụp một cái là có điểm. Tiếp. Rồi mắc mớ gì em bắt người ta, em nắm cổ người ta rồi em chụp gì đó hả? Em thấy cái mặt người ta có hợp tác dữ chưa? Chèn phẹt ơ, em chụp hình người ta mà em không tôn trọng người ta. Em đi vô bác sĩ thú y em nắm đầu người ta em chụp hình gì nè. Sao mà em ác độc quá vậy, em ép buộc người ta rồi. Này ai vậy? Cái này ai? Tiền cảnh hậu cảnh dữ chưa? Chờ ngô, con khuôn mặt gì nè. Nè cái tay nè, khó chịu dễ sợ luôn. Trừ 1 điểm. Lộ người này ở đây nữa, trừ 2 điểm. Trời ơi, cái con này tôi không thích cái bộ phim hoạt hình này luôn. Tôi trừ em thêm 2 điểm nữa là 5. Tổng trừ 5 điểm, tên gì? Thanh Ngân. Thanh Ngân em nhiều chuyện nhất lớp, trừ thêm 1 là 6 tổng. Bước này tôi cho em 76 điểm, còn 70. Không thể tưởng tượng được. Tiếp. Ôi trời ơi, là em chụp hình con chó dữ chưa? Hả? Em chụp hình con chó dữ chưa? Hồi nãy con chó quay đầu đi nè, phải không? Bảo đảm luôn. Em đi ra ngoài trước nó em chụp cái bụp, cái nó quay qua nên nó không nhìn em. Cái em chạy ra ngoài sau lưng nó em chụp cái bụp, cái nó quay ngừ lợ, chứ gì nữa. Chụp hình người ta nè. Cái này cái gỗ gì vậy mấy em? Mà muốn chết. Tôi mệt mỏi mấy em. Bao nhiêu điểm mấy em? Mà không chết hả? Có cái khâu đi chụp động vật không cũng mệt nữa. Cái bước này tôi cho em 50 điểm đi. 52 điểm cũng rớt à, tại vì 60 điểm mới đậu. Tiếp. Chà, chụp con gà full HD dễ sợ chưa? Con gà này đóng trong phim kinh dị hả? Ý dụ như nó màu đen, em bắt nó ra em để cái chỗ nào nó sáng sủa chút xíu không? Màu đen đưa vô cái chỗ mà hóc tối đi chụp hình chơi vậy đó. Công nhận chứ. Cái cam của em trước khi chụp em không có lau cam hả? Hồi ơi, lên dĩa đi, bài gì ạ? Bùi Vũ Thanh Tâm hả? Sao ba? Chụp gì nè? Cái góc chéo này khó chịu quá đi, tôi trừ em 1 điểm. Chụp hình đen thùi lùi trừ thêm 1 là 2. Trời ơi trời, con gà da đen, người da đen tôi ghét, trừ thêm 1 là 3. Hồi nhỏ con gà mổ tôi trừ em thêm 2 nữa là 6. Em bị trừ 6 điểm. Con gà này cái bản mặt của nó đố kỵ với con gà này. Bản mặt quá khó chịu, tôi trừ em thêm 1 điểm nữa là 7 nha. Em là con gái, tôi không trừ điểm em 6 điểm đó. Khuyến mãi, con gái thì có quyền ưu tiên và được miễn tội nha. Tôi chấm bức này là 67 điểm. Tiếp. Trời ơi trời, cái này em để thêm cái caption nữa đi. Chờ hôm nay thật đẹp. Không thôi vậy nè, em ghép vô. Cái mặt đang ngước lên em ghép vô. Em ghép ở đây có một cái khung hình, chỉa vô nó một cái em vẽ hai con chó đi biển. Cái này nè. À, trời, em chụp cái chân của ai vậy? Rồi xong mà không xóa ở đây đi. Mình để cái caption ở đây nè, nói hôm nay trời đẹp lên cao, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Nó caption hay không? Không để cái chân gì nè, thấy ghê chưa? Hậu cảnh dễ sợ chưa? Mệt muốn chết à. Chụp hình mà cái khoảng trống một đống nè. Ghê hồn chưa? Tưởng tượng được. Tên gì? Thi Mẫn. Nhờ thầy Phước gỡ cho thầy Dân. Ừ cảm ơn em nha. Rồi cái bức này tôi cho em là 70 đi. Mà cũng chết à, chấm điểm mệt mỏi. Rồi hai con gà hồi nãy nè chúng đâu hết trơn. Đây nè. Không tưởng tượng được em. Hồi nãy cái góc gần, bây giờ cái góc này xa hơn. Cái góc này nó kèm thêm cái bonus, thêm cái đôi dép với lợi mấy cái ghế đi ngồi nữa. Tôi mệt muốn chết luôn vậy đó. Tôi trừ em thêm 2 điểm nữa. Cái tội em chối chân hai con gà. Em sợ hai con gà này ba nhảy mất tiêu hay gì mà em cuột cái chân người ta. Tức là em sợ người ta không hợp tác chứ gì. Tôi trừ em 1 điểm. Con gà này lú cái đầu vô chỗ đen, tôi không thấy cái đầu của nó. Tôi trừ em thêm 1 điểm nữa là 2.
Ló hai đôi dép được chị thêm 1 điểm là 3. Cái ghế siêu quẹo trừ 1 điểm là 4. Tên gì? Thi Mẫn. 4 điểm. Con gái không, con gái được miễn tội. Sao 9 điểm không trừ. Tiếp. Người ta đang ngồi cái lợi chụp hình người ta. Công nhận chứ, cái mặt oai hùng ghê chưa. Rồi rồi em kêu sao mà nó ngồi im gu vậy. Thấy ghê. Chuyện phẹt ơ, kìa mấy em ơ, con mèo cái mặt hợp tác dễ sợ chưa. Thánh thần ơ. Tên gì ạ? Lý Kim Phụng. Có cái khâu chụp hình không mà đứng từ xa nữa em. Không được zoom camera gần nữa, sợ gần á ảnh chạy. Tưởng tượng được chợ. Đáng sợ thiệt sự luôn á. Cái bức này tôi cho em 72 điểm thôi. Thôi 76 điểm đi, tội nghiệp. Rồi trời ơi, giờ qua tới ngựa luôn rồi. Thấy ghê. Sao em chụp hình con ngựa vậy em? Công nhận chứ, chụp hình bị chá sáng trừ 1 điểm. Em thích ngựa. Cái gì vậy? Em thích con ngựa hả? Trời ơi, không tưởng tượng được. Đây nè, bây giờ chuyển qua tới con ngựa luôn mấy em ơi. Bạn thích con ngựa, đáng sợ thiệt sự luôn á. Rồi giờ tôi chấm điểm em bao nhiêu? Hả? Mộng chết à. Bước này tôi chăm chế nha chưa. Chăm chế đó. 69 điểm. Trời, con ngựa cục đuôi trượng điểm. 76. Không, con ngựa cục đuôi trừ điểm. Hay ghét. Bạch Mã Hoàng Tử hả? Sao? Chụp con ngựa bạch, ý đồ là Bạch Mã Hoàng Tử đó hả? Mê trai trừ thêm điểm. Rồi, còn 68. Cảm ơn em. Tiếp. Giờ chuyển qua tới con chó nữa rồi nè. Ghê quá hả, động vật của cái lớp này ngộ quá hả. Rồi tiếp này bao nhiêu điểm mấy em? Cái gì? Thầy ác quá hả? Sao thầy sống mà thầy ác đức ác nhân? Ê ê ê ê ê, ngầm. Xả tu 1 phút. Mấy em đợi tu chút xíu. Em á hả? Sao mà em ngộ em quá hả em ơi? Tôi chấm bài mà em vô nó tôi ác là ác làm sao? Hả? Muốn ác là ác làm sao? Mệt muốn chết hà. Đi ra chỗ khác chơi. Mệt. Sao cắm hết được nè. Mệt muốn chết hà. Rồi đó. Đó là này tôi tặng cho em đó. Mệt muốn chết hà. Đi ra chỗ khác chơi đi. Mà không chết à. Không thể tưởng tượng được. Tiếp. Người ta hả, chấm bài học trò mà vô á nói người ta ác à, thầy này thầy kia. Công nhận thiệt sự chứ. Cái gì? Anh Vi hả? Chụp hình dễ thương. Cái ghế ló không ngay ngắn đàng hoàng. Cái ghế không lấy ra chỗ khác trừ thêm điểm. Con chó mà xích người ta trượng điểm nữa là 2. Tội nghiệp quá. 92 điểm đi. Tiếp. Trời ơi em ơi, em khoe con chó em là con chó đực hả? Bộ em chụp hình em không biết. Bộ em chụp hình em sợ người ta không biết con chó nhà mình là nam hay nữ hay gì. Em mắc mớ vậy em phải cầm hai cái tay người ta. Trời ơi. Trời ơi, tao nó xuất sắc toàn diện luôn mấy em ơi. Kiểu như vậy nè, cái con sen này hôm nay nó bị gì vậy? Tự nhiên nó lôi mình ra. Đó, tao thấy nó cầm cái điện thoại lên là tao biết tao sửa soạn bị chụp hình rồi đó, kiểu vậy. Còn hôm nay cái tự nhiên không á hả, nó lôi hai chân tao lên. Nó cho tao ló tùm lum tùm la hết trơn. Nó không cho tao mặc quần áo gì hết trơn á. Cái nó cho tao chụp hình tao. Rồi nó chụp hình tao làm gì? Nó chụp hình tao xong nó in ra nó nộp cho ông thầy nè. Mà thấy không? Mà nó không che gì trơn á, công nhận chưa? Nó khoe cho thầy là nhà em có con chó đực. Em bị trừ 3 điểm. Cái tội ló tùm lum. Mà không muốn chết hà. Ló cái tay nữa trừ thêm 3 điểm nữa là 6. Bức này tôi cho em 72, 74 đi. Mà không chết. Trời ơi, em gan dạ quá em ơi em. Lại là con gà đó. Đây. Một CD nè em. Em hết con em chụp và em cứ đi chụp con gà này làm sao vậy? Mà muốn chết luôn á. Nè.
Năm chục. Rớt. Ghê quá. Tiếp. Quá mệt mỏi. Trời ơi tội nghiệp quá đi. Thôi đau bụng. Đau bụng quá. Thôi đau bụng quá xuống lại. Tôi chấm lời cho tôi chết. Đau bụng. Đau bụng quá. Quá trời đau bụng rồi. Quá trời đau bụng rồi. Mệt quá mệt. Trời ơi trời. Gia đình người ta đang chữ lộn đi vô chụp hình. Tên gì? Mỏng chết hà. Quá mệt rồi. Kim Anh. Quá mệt rồi. Ba chột. Ít lộn. Bảy chột. Má mệt quá à. Tiếp đi mệt quá à. Mệt quá mấy đứa mệt quá. Quá mệt rồi. Mỏng chết luôn á. Trời con chó bị chất độc màu da cam. Mấy em ơi tội nghiệp ghê. Trời con mẹ full HD nè. Tôi trừ em một điểm. Cái tội lót cái này. Trừ thêm một điểm lót cái này. Trừ thêm một điểm nữa lót cái này. Con chó này cái màu xám xám tôi không thích như cái màu tường cũ. Trừ thêm một điểm nữa là 3. Ló cái ghế. Trừ điểm là 4. Hai đôi dép. Con mèo cắn đôi dép. Trừ điểm là 5. Tổng cái bức này là bao nhiêu điểm? 6 chột. Thôi sao mốt đi tội nghiệp. Tiếp. Mộng chết hả? Gọi gì tức gà vịt không vậy? Sao cái lớp này tối ngày chụp gà với vịt không vậy? Thôi chuyện mà không bao giờ đến tiếng cần con gà. Ê, cái bức này á là ảnh zoom lên nè. Ê, rồi tôi biết rồi. Ảnh chụp có một tờ một hàm. Xong rồi đó, cái ảnh gì vô ảnh cắt cái hình. Đây. Con gà nè, thấy cái tư thế người ta đứng không? Đó, y chang luôn nè. Nè, y chang luôn mấy em, không xê miếng nữa nè, ghê không? Công nhận em thông minh ghê. Em xuất sắc toàn diện luôn. Tới cái môn chụp ảnh thôi rồi á mà em còn không thoát nạn nữa. Tôi không thể nào tưởng tượng được em. 65 điểm. Thôi tội nghiệp quá đi. Cộng thêm 4 xong 9. Công nhận full HD ghê chợ. Ê mà con chó này chịu hợp tác với em quá ha. Trời sao nó cười quá nè. Ê sao em kêu nó cười được hay vậy? Thấy cưng quá vậy trời. 95. Chè ngon thấy cưng quá vậy. Ê dễ thương quá ha. Sao em kêu nó cười lên nè. Ghê quá à. Dễ thương quá ha, kiếm gì trừ điểm coi. Con trai trừ điểm. Trời. Tiếp. Nữa gà vịt nữa nè. Tới nữa rồi đó. Ghê không? Xuất sắc chưa? Ngon lành cành đào chưa? Thấy ghê chưa? Con gà dáng đứng dáng tướng đẹp thấy ghê luôn nè mấy em ơi. Bức này nghệ thuật lắm á nha. Bức này cho 100. Không, con trai hả? 99 thôi. Em là gì mà tôi cho em 100 điểm. Trời ơi, cái này em nói em đi Đà Lạt em chụp lỡ đó hả? Để tôi tin. Vòng da hơn, nhà giàu lắm đó. Chắc là chắc đi thiệt á. Bạn có gửi cho tôi cái file hình. Đẹp không? 100 điểm ngon lành. Ngon chưa? Tiếp. Trọng nữ khinh nam hả? Đúng rồi. Em nói câu đó là tôi biết em con trai rồi đó. Em nghĩ sao? Hả? Con trai tạo quá đã tạo cho mấy em có những cái thứ mà người ta không có được. Có những cái lợi ích mà con gái không có được. Vậy ai thiệt thòi? Nữ. Vậy tôi ưu tiên cho ai? Nữ. Đơn giản như vậy thôi. Em đổi gì nữa? Trời Phật ơi em chụp tức con còng đắp luôn rồi nè. Tên gì? Võ Hiên Quý. Uống tóc giống tôi trượng điểm. Bức này tôi cho em 89 điểm còn 88. Trời, đáng yêu hay ghê chưa? Ngon lành cành đào tươi. Bao nhiêu điểm mấy em? Chụp hình
hình này hả, giống như đi vô sở thú muốn chết luôn á, mệt thấy bà luôn á. Con chó gì đâu cái mặt buồn mà hả, con chó này nó nuốt cái trái dưa hấu hả em? Trèn ơi, sao nó bị khó tiêu nè, tội nghiệp quá đi. Tên gì anh Long, trời tội nghiệp quá ha. Tội nghiệp quá đi, tội nghiệp quá đi, mặt buồn như cuộc đời của em. À, 89 điểm đi. Tiếp. Em vô, à cái này là nhà em giàu quá ha, em nuôi hai con chó này luôn hả, sao giàu quá vậy? Trời ơi giàu quá ha. Tên gì? Thanh Phong, trời ơi sao anh giàu quá vậy ta? Trời ơi, dễ thương quá nè. Trời ơi, dễ thương quá đi. 99 điểm. Thầy cười có duyên ghê, thấy ghê muốn chết. Rồi bao nhiêu điểm hả em? Cái này đi Đà Lạt nè, ai nữa vậy? Vòng Gia Hân, rồi tôi tin rồi đó. À, 100 đi. Con gái được ưu tiên. Nam đã làm gì sai vậy thầy? Nam cũng thiệt mà, ủa Nam thiệt gì? Con trai lúc nào cũng hơn con gái, lúc nào lớn cũng hơn con gái hết trơn á, từ trong nhà tới ngoài ngõ, từ đi học cho tới đi làm. Rồi thiệt cái gì? Hả gì? Em nói ha, một chút xíu mấy bạn nữ vô bóc phốt em. Không có bình đẳng, ở đây không có bình đẳng, xử lý. Trời, phải có xem chụp được cái hình con này hay chứ hả? Cộng em 1 điểm nha, có sự nghiên cứu. Cái này là chắc là đang đi chơi rồi thấy con này hả, bay ra hốt hồn hú dí, lấy điện thoại ra chụp hình cái bụp. Nộp bài luôn. Cái gì có hạch sùng hả, phải không? Cái này con kỳ nhông mà. Ghê quá à, giờ qua tới kỳ nhông kỳ đà luôn nè. Ghê quá à, kỳ đà cắn mũi. Khánh Hà, bước này được đi. 78 điểm, tiếp. Trời, sao con chó của em bị hô? Không phải, bị mớm. Con chó bị mớm, ló cái hàm răng dưới ra ngoài. Thấy ghê quá hà, đen thù lùi trưởng điểm. Con chó mà không có màu đó, màu đen trưởng điểm. Con chó đen mà hàm răng lại đặt đánh răng, răng màu trắng trưởng điểm nữa. Trắng với đen không, thấy ghê muốn chết. Tên gì? Nguyễn Khánh Giang, con gái hả? Thôi con gái xí xó không trừ. Bị mớm là có tội. Ừ ok, trưởng điểm cái tội chó mớm. Không biết lựa chó mà nuôi, nuôi con chó bị mớm xấu quá. Trưởng điểm. Trượng điểm này là tôi không xí xó em được. Cái bức này cái góc chiếu thấy ghét luôn. Trừ thêm điểm là 2. Rồi ok, bức này tôi cho em 69 điểm. Tiếp. Mệt thấy bà luôn á. Trời ơi sao bên hai tờ chứ ạ, y chang nhau chứ, không có khác miếng nào hết trơn, công nhận chứ. Hai tờ này công nhận khác nhau điểm nào vậy em? Khác dữ chưa? Là khác dữ chưa? Là khác quá ha. Là khác dữ chưa? Hả? 69 nữa đi. Là sao vậy? Mệt muốn chết. Tiếp. Trời, con mèo vô đâu mà hiền từ dữ vậy em? Con mèo này chắc ở nhà bị ăn hiếp dữ lắm nè. Tròn đẹp ơi. Cái bản mặt nó tròn còn hơn là cái trái bưởi nữa. Mà người ta ngồi chiếm trệ này nè, Aya đang ngồi ở đây mà con sen dám lấy cái máy ảnh ra để chụp hình Aya. Aya không đồng ý điều này. Quân giải sen cái pháp trường kiểu đó ăn lên không đó. Ủa Ánh Diệp hả, sao Ánh Diệp giá đẹp mà sao chụp hình thấy ghê quá vậy? Tội nghiệp quá đi. 73. Chờ phạt ơi, Ánh Diệp nữa nè, nhà nuôi con chó với con mèo hả, ghê quá hả. Chuyện con chó này mấy em ơi, em chụp hình ló cái gì trong ngộ hả? Trượng điểm. Chờ ló cái này nữa nè, trừ thêm điểm là 2, ló đôi dép trượng điểm là 3. Rồi trừ 3 điểm đi. Ê con gái xí xó, được bạn này dễ thương. Rồi ok, 74. Mệt. Trời Phật ơi, con mèo của em công nhận lương thiện thấy ghê ha. Con mèo của em làm tướng cướp hả, hay hải tặc? Con mèo cái mặt gì nè, con có tưởng tượng được luôn á. Trời, con mèo gì nè, người ta không cho chụp hình mà cứ lét điện thoại chứ đứng trước mặt người ta chụp hình hoài. Ai đời mà sống được với con sen nhà này. Đã người ta không muốn chụp hình rồi mà không hả, người ta nằm cũng chụp hình gì người ta rồi để in màu ra rồi để nộp cho thầy chấm điểm, công nhận chứ. Hỏi ơ luôn đó, con mèo nó hỏi em khát nước không kìa. Em khát hả? Ừ, em lấy cái ly nước em uống đi, em giữ cái sĩ diện của em đi đó. Con mèo nói như vậy đó, con mèo đúng thằng thái luôn á. Trời, hỏi ơ luôn á. Trời, con mèo này ăn mà đụng vô nó là nó quánh liền luôn á, ghê quá hả. 70. Chà, cái bước này không hề trên mạng nha, không điểm. Thiên Quý hả, không điểm. Cha, cái bước này không hề trên mạng nha, không điểm.
Rớt môn vì thực lực. Chà, cái bức này không hề trên mạng luôn nha. Không điểm, rớt môn vì thực lực. Rồi mấy em rớt môn làm ơn bị hạ hai bậc học lực giùm tôi. Ê, nhớ ừ. Tôi kể cái vụ anh Hoàng Phúc này cho mấy em nghe. Nộp cho tôi hai tờ. Trong đó có tờ này, tôi nói em ơi, cái bức này em lấy trên mạng phải không? Không, tôi không hỏi gì, tôi hỏi gì nè. Ủa ha, Hoàng Phúc, bộ tranh của em lấy trên mạng xuống hả? Cái gì nè? Dạ đúng rồi thầy, dạ đúng rồi thầy. Trời ơi, cái bức này đẹp lắm thầy. Đúng rồi, con lấy trên mạng đó. Em lấy lâu chưa? Em mới lấy hồi nãy. Không thể nào tưởng tượng được luôn mấy em. Tôi cắm lấy trên mạng xuống mà tôi hỏi lấy trên mạng. Dạ đúng rồi thầy, đúng, còn hãnh diện. Hỡi ơ luôn mấy em, trời tôi hết hồn, tôi đứng hình luôn á. Trời ơi, chấn động thiệt chứ. Ghê thiệt, con không thể nào tưởng tượng được luôn á. Em nghĩ lúc đó em ngầu lắm hả? Cả lớp nhìn vào em đó. Ghê quá hả? Gặp tôi mà là em đó hả? Tôi nói thiệt, tôi độn thổ, tôi đi xuống đất luôn á em. Thiệt luôn á, tao nói nhục nhã muốn chết. Không tưởng tượng được luôn á, trời. Vậy mà còn hãnh diện nữa. Mà kiểu như có làm có chịu á, kiểu như vậy nè. Kệ nó, cả lớp đều biết, thầy đều biết rồi, kệ. Mình làm tớ luôn đi. Kệ đi, đường nào cũng chết. Vui trước đã, kiểu vậy đó. Tưởng tượng được. Không điểm, quá trời rồi ha. Tưởng tượng được. Con mèo này có phải trên mạng không? Sao tôi hỏi con mèo này á hả? Em lấy ở đâu? Dạ, bà dì của em chụp cho đó. Hỏi dì em sống ở đâu? Dạ, sống ở đâu em quên rồi. Tàn ác không? Nhưng mà con mèo này chắc không phải trên mạng đâu ha. Ủa Hạnh Phúc nè, tôi không tin em. Tôi nghi lắm. Em đã dính cái bức kia rồi, tới bức này tôi không tin. Không có tin em được. Tôi nghi lắm nha, lạng quạng trên mạng đó. Thiệt. Có ai mà lấy một bức trên mạng, một bức rảnh rỗi đem đi hỏi ra ngoài chụp hình không? Trên mạng chắc luôn. Thiệt luôn á. Google lên đi thầy. Ai tra giùm thầy đi, lẹ lên. Tra giùm cái coi. Mệt muốn chết hả? Chấm bài mà sao mà áp lực quá đi. Người ta chụp lại rồi. Nhanh đi. Chụp con dán được không thầy? Thấy ghê muốn chết, trừ em một điểm ở dơ nha. Trên mạng phải không? Rồi ok, không điểm luôn. Thấy ghê. Nè hai con này hả, tôi chấm rồi nè. Người ta in nè, kỷ niệm dễ thương ghê không. Ủa anh Long, sao em hay vậy quá hà. Cái bức này tôi cho em 90. Cái bức này con mèo này đẹp nè, cho em 89. Tôi tuổi mèo tôi cộng thêm 5 điểm. Rồi xong. Con chó này buồn tôi trừ em 2. Rồi. Không tưởng tượng được. Tiếp. Không hề trên mạng luôn nha. Không có nào tưởng tượng được luôn á mấy em. Chờ quá xuất sắc. Không nào tưởng tượng được luôn á mấy em, xuất sắc luôn. Mấy em có khôn mà không có ngoan đó. Tôi không nào tưởng tượng được luôn, giấu đầu lòi đuôi. Mai mốt làm ơn đừng có làm ăn trộm giùm tôi một cái. Mai mốt mấy em mà có đi vô giường nhà người ta mà có đi chậm xoài, chậm mít, trộm này kia đó, tôi chỉ cho. Đừng có đeo cái gì hết trơn á. Mặc đồ đen, cầm theo cái loa. Nói cái nói Bluetooth, để cái micro ngay dưới cái cổ á, rồi nói chuyện. Chờ phạt đã hả, kêu ra ngoài đường chụp hình in màu ra đi cho đỡ cực cái vụ mà vẽ mà còn lười biếng nữa, lấy trên mạng xuống nè mà còn không điêu hoa chá hình. Mệt muốn chết. Sao con này giống con hồi nãy quá vậy? Vũ Đình Gia Bảo, em nhiều chuyện quá, em lấy hình người ta rồi hả, em đi in ra em nợ cho tôi sai kích thước giấy. Ở lộn, sai cái chất liệu giấy. Cái này không phải là giấy in hình, giấy photo màu thôi. Sai, không điểm. Sai yêu cầu. Công nhận chứ. Cái bức này chắc là hả, em lấy trên mạng từ cái bài hàng xóm nào đây nè. Con chó đang đứng nó sủa người ta, con lấy điện thoại ra chụp hình nữa. Chèn phẹt ơi. Thánh thần thiên địa ơi. Con chó đang đứng chữ lộn cũng chụp hình người ta. Chụp hình mọi lúc mọi nơi luôn. Người ta có cái gì cũng chụp hết trơn á. Tưởng tượng được cái lớp này. Tên gì? Hoàng Phúc nữa nè. Rồi cái lô này trên mạng hết trơn nè. Sao tôi nghi quá. Thiệt luôn. Cái ngữ mà cắt hình mà còn cái viền đen đen này nè. Sao tôi nghi lắm nha. Trên mạng đó không điểm. Rồi tiếp. Sao con chó này giống con chó già hồi nãy mà nhìn trên tầng cao quá vậy. Sao nó giống nó vậy. Chụp hình gì mà full HD dữ vậy em. Em chụp hình kiểu này em không có làm nhà báo được đâu. Phóng viên gì mà chụp hình full HD gõ kiếp nạn chứ hả? Ê, em đi làm đường tăng đi. Làm sao ạ?
Chứ gì nữa, đường tăng còn gặp nạn mà. Tối ngày em lúc nào em cũng gặp nạn hết trơn, em làm đường tăng đi. Không thằng ư. Rất là rõ ràng luôn á mấy em, thiệt sự luôn, tôi sợ hãi luôn á. iPhone đời nhà Minh, tưởng tượng được. Vũ Thanh đó hả? Công nhận chứ, bữa nay quá đẹp rồi em ơi, 30 điểm. Kiếp nạn dính vô thầy Quân, xin lỗi em, thầy Quân là ai vậy? Tôi là thầy Dân mà. Di chợ, quê chưa? Quê chưa? Quê là quê chung mình quê nhiều. Quê là quê chung mình quê quá. Đa tình Dân cũng không tin Quân, tào lao. Bài đạt, hết sức tào lao rồi. Kim Vân. Rồi con chó người ta, cái mặt người ta gì, cái lỡ đứng chụp hình. Thiện cảm dễ sợ chưa? Nó hợp tác dữ chưa? Hai vợ chồng già của người ta đứng ngoài trước giữ nhà cũng không tha nữa. Tàn ác quá vậy. 75 điểm thôi, thấy ghét quá. 74. Mà muốn chết hả? Tiếp. Chèn phẹt ơi chèn. Con mèo. Con này con chuột hả? Trời ơi, con mèo bắt chuột mấy em ơi, thấy ghê quá ha. Tâm Hoài Gia Huy, thấy ghê. Cái này trên mạng hả? Sao mấy em biết? Chụp con dán được không thầy? Được. Chuyện khỏe có cái này mèo con hả? Ghê quá hả? À. Cái này trên mạng luôn phải không? Tôi trừ điểm em à. Tâm và Gia Huy, trừ điểm đi. Không, cái này chắc không phải đâu mấy em. Cái này chắc không phải đâu á. Ghê quá hả? À. Được, chụp con Hào được luôn không hả? À. Vậy thôi cái bước này có điểm đi. 7 chột. Tiếp. Chờ phạt công nhận ha, cái bức này chuyên nghiệp dễ sợ luôn. Trên mạng lấy xuống in sai chất liệu giấy không điểm. Gớt. Gớt vì thực lực. Quá chờ lại đi chụp hình một cách tự nhiên và không hề giả chân. Không điểm. Lấy trên mạng xuống hả? Tiếp. Cha. Ở Sài Gòn có con trâu nào mà cái sừng kiểu này không? Em đi tới Hóc Môn em chụp hình hả? Không điểm. Trời ơi, hồi nãy ngựa giờ tới trâu, đầu trâu mặt ngựa. Thánh thiền thiên đụng mơ cái lớp này. Quá trời giả chân, không điểm. Quá trời là chụp, không điểm. Trời ngô lấy trên mạng không. Cái gì vậy? Thế ơi, em lôi đầu con ba ba ra em chụp luôn hả? Thế ghê quá vậy. Trời, tôi nhìn tôi giật mình luôn, hết hồn hết vía ông nội ơi. Giật mình hết hồn hết vía liền. Giật mình luôn mấy em ơi. Hết hồn luôn. Hồi nãy vậy nè, tôi cầm ngược, tôi hết hồn luôn mấy em. Vậy nè, cái giật mình hết hồn cái vụ gì trời. À, hết hồn. Hết hồn. Hết hồn quá bạn Ngọc ơi, hết hồn quá đi. Trời, tôi giật mình, tôi hết hồn luôn. Chấn động luôn, trời, tôi tối tăm mặt này. Hết hồn hết vía. Trời ơi, đổ mồ hôi hộp luôn nè. Hết hồn quá đi. Bao nhiêu con vật ai không chịu mình chụp con này, sao chấn động quá vậy. Không là tưởng tượng được. Công Minh hả? Nghệ thuật quá đi. Con chám. Trời quá là nghệ thuật luôn em ơi, xuất sắc luôn. Hết hồn hết vía. Chèn phẹt ư. Hồi nãy con chó dựng hai cái tay con chó đứng lên ló cái kia. Rồi bây giờ tới dựng con mèo đứng lên. Hơn mà con mèo nó không có này kia kia nọ đó. Và mắc mớ gì nắm tay người ta. Trời ngô. Cái ngữ gì đâu mà hả? Không chịu hợp tác cái cầm tay chân ta vậy nè. Rồi chói người ta này mấy em ô. Trời ơi, hành hạ người ta. Tội nghiệp quá đi mấy em ô. Tàn ác quá đi. Vì cái con điểm trên lớp mà ở nhà chói con mèo của mình lỡ âm mưu thủ đoạn. Trời ơi, sao mà ác độc quá vậy em ơ. Trời ơi, sao em chối Mỹ, Mỹ còn trẻ chị Mỹ muốn đi chơi kìa. Hè đăng ký học online được là được em ơi. Tuấn Khang, hay ghét quá đi, 72. Gì trời, hình như là ảnh nữa nè. Thấy ghê quá mấy em ơi, con mèo hồi nãy nè mấy em ơi, cái mặt nó cam chịu nè chèn. Vì con điểm trên lớp mà chối con mèo lỡ. Cầm con mèo nè, ảnh đứng là cái tay trái anh cầm con mèo nè. Cái anh nói vậy nè, mẹ ơi, mẹ, nhanh lên, hỏi gì. Cầm điện thoại chụp nó giùm con coi, nó quậy quá. Chụp lỡ để con có bài con nợ thầy Dân. Thấy ghê quá hả.
Đúng là mưu hèn cới bẩn. Tôi không thể nào tưởng tượng được cái lớp này. Không thể tưởng tượng được. Thằng U, con trâu sao tía? Không, con trâu cái sừng đó là hả, tao nói là đắt nhất thế giới luôn đó. Rồi, ủa, ở Nam Phi hả? Trời, xuất sắc luôn. Em qua tới Nam Phi em lấy hình con trâu về em nộp cho tôi luôn hả? Ghê quá hả? Rồi ok, cái bước này 65 điểm đi. Em nhốt em chói con mèo, tôi bực mình, tôi trừ điểm em. Chèn phẹt ơi, trời, con mèo gì mà nó dài còn hơn con lương nữa. Không là tưởng tượng được luôn á, cái này con gắn chứ con mèo cái gì. Thánh thần thiên đụng ơ, cái lớp này nghèo người mẫu hay gì. Nó nằm một phát là nó nằm vậy hả, là cái mặt nó nè, trời tội nghiệp ghê, không như con gắn luôn mấy em ơi, xuất sắc luôn. Bùi Gia Phát. Ừ, quá đẹp rồi đó, chắc là con mèo nhà của em đó. Này bạch xà hả em, hay là yêu tinh. Ghét quá, không điểm. Cái này hả, ừ hà nằm gì đó tôi không nói nè, cái dáng nằm thấy ghét quá, trừ 3 điểm. Nằm mà không có biết cái gì hết trơn, không có ý tứ đàng hoàng tử tế, không có duyên dùng, nằm vô duyên. Sửa ảnh gì mà kéo cái chân người ta dài như là cái gì á. Nè, công nhận chứ. Ê, có khi nào ảnh sửa ảnh không ta? Không đâu, cái kiểu này là không có cái máy ảnh nào mà điện thoại mà chụp hình ra mà ảnh cắt xén cái đường nó dài ngang như thế này trơn á. Chỉ có đi lưu ảnh hay là đi chụp ảnh lợ xong này nè, cái ló trên ló dưới, hoặc là ló mấy cái nào mà liên quan tìm kiếm á mấy em đó. Cái ảnh cắt cái gom lợ còn có tí nị trên mạng đó, trên mạng luôn nè. Không điểm. Chụp pano hả? Không biết, không cần biết. Em in sai chất liệu giấy rồi, tôi trừ em 30 điểm. Nhưng mà cái bức này em chụp cái bố cục tốt, có xa có gần có chính có phụ. Đỗ Gia Hưng hả? Tuy bạn chụp xa chất liệu giấy nhưng mà không đáng kể nha, thứ tha được. Đỗ Gia Hưng thì tên Hưng thì tôi cũng thấy em cũng có sự quan tâm. Chăm trời ơi, đẹp quá mấy em ô, 100 điểm. Trời ơi đẹp. Không, cái này bạn chụp bạn có gửi thông tin của cái bức này luôn đó. Tiếp. Ồ, lợi dụng con cá coi chấm quá đẹp luôn. Ngon lành, cành đào tươi. Ok ha, ngon lành luôn. Chăm, thấy không, nhanh gọn lẹ luôn. Ảnh trên mạng hả, phải không, đâu có. Bạn đi uống cà phê bạn chụp đó, bạn có con cho tôi mà. Đẹp quá ha. Cái bức này bạn nói là nhờ phụ huynh chụp tại cái nơi làm việc nè, có bóng dáng của phụ huynh ló trong đây nữa nè, ghê quá hả. Chụp động vật là chụp con cá hả, cũng được, cũng được nha. 95, tiếp. Chờ, sao con mèo kỳ vậy? Em nộp sai kích thước ừ, trừ 30. Ló cái bàn thờ ông địa, thấy ghê quá hả. Ló cái bàn thờ ông địa rồi, trừ điểm đi. 70. Chà, mà sao em chụp con mèo cam? Con mèo cam là tôi nói thiệt với em nha, con mèo cam này nè, là mấy cái con mèo cam là nó hung dữ lắm á, nó đi quánh lộn không à. Chờ, công nhận quá, chờ là thật chân luôn á. Em biết lựa con mè, con này em lấy quá ha, em lấy con sóc. Em nghĩ coi em đi tìm được con sóc này ở thành phố để em chụp hình hả, hay em vô rừng. Chèn phẹt quá, chờ là không phải trên mạng luôn đó. Trời ơi, không điểm. Mấy em gớt môn vì thực lực á. Trời ơi, ở công viên trên Lập Lập có hả tía? Vậy hả? Vậy được quá ừ. Nhưng mà cái này nhìn cái biết ảnh mạng rồi. Ê, cái bạn Long ơi, bạn vô bạn nói cái gì mà sao tôi không hiểu gì trơn vậy? Cười rung điểm G là điểm gì? Thấy ghê quá vậy. Nói cái gì mà sao mà nghe thấy ghê quá vậy? Nghe sợ ma quá vậy. Long lên số là bài. Nhiều chuyện, tối ngày nói chuyện xà lơ là giỏi. Học tưởng tượng. Tôi hả là tôi không muốn trừ điểm mấy em mà tại vì mấy em làm quá. Bực bội trong người. Hôm nay chấm bài lớp 6 A mấy vậy? 63. Long lên 63 bài đi. Cái tội ăn nó xà lơ. Khổ tâm hết sức.
Rồi tiếp. Sao lớp này không ai chụp con vịt hết trơn à? Ê, con chó này dễ thương quá ha. Sao em kêu nó cười nè, hay quá hả? Con chó này chưa tắm hả? Hay là đang tắm, em đang cho nó phơi nắng nè. Đẹp quá ha. Được. 99 điểm. Chào Phật ơi. Con mèo cam chịu. Chèn ơi, bình thường ở trong nhà đi thả người ta, cái anh không, cái hôm qua cái anh không lôi người ta chụp hình, người ta không có hợp tác á mấy em, cái anh không lấy dây chói người ta lỡ đem ra ngoài đường, cái mặt nó gì nè, kêu gì nè, mày nằm xuống tao chụp hình mày đó, nó nằm xuống rồi đó, chụp hình đó, chụp xong chưa, chụp hình đi được chưa, tao nằm như vậy nè được chưa, kiểu vậy á. Chèn ơi, chèn phẹt ơi, mèo mà gì nè, mai mốt đừng chụp con mèo nữa, thấy ghê quá à. Đây là hai con thú cưng ở của nhà em, hình được chụp lúc mẹ và em dắt Di Di và Hao Hao đi ra trước nhà hóng mát. Ừ, ok, tôi tin em. Ê, người ta mới đầu thú trước bình minh mà em nói ảnh trên mạng là ảnh trên mạng sao hả? Em có bằng chứng gì em nói chuyện với tôi? Người ta chụp hình mà em nói ảnh trên mạng là ảnh trên mạng sao hả? Mạng sống người ta mà em muốn nói gì em nói hay gì? Người ta tên là Di Di và Hao Hao nè, em thấy đường không hả? Tôi cho em cái chai hút nhỏ con mắt, em nhỏ vô, em mở to con mắt của em ra, em nhìn đi, em nhìn đi, tưởng tượng được, lỡ nó xạo thì sao thầy? Dễ gì học trò của tôi biết. Chăm, tôi không tin cái bức này á, là bạn chụp. Tôi nói vậy nè, tôi không tin. Đưa cho phòng giáo viên, không có giáo viên nào tin hết trơn á. Tôi nói vậy nè, tối nay tôi cho em đúng 8 giờ em gửi clip có bản mặt của em, có lộn, có mặt của em dưới là cái con chó này, đem lại cái gốc cây thông này nè, đứng chơi với nó tôi mới tin. Ê, tối quay thiệt mấy em, mới gỡ tôi cái đợt luôn, ghê thiệt không, xuất sắc, ngon lành luôn. Rồi chăm, tôi chấm điểm nhanh gọn lẹ, không có gì phiền phức hết trơn, nhanh gọn lẹ, ngon lành chưa? Rồi bây giờ mình show chăm nha, đó đó chưa, có nhiều thôi đó, chấm nữa đi thầy hả, chấm bài vẽ mắt đi, chút xíu tới chấm bài vẽ mắt. Bài vẽ mắt là bài vẽ bằng tay, không phải là bài in, đúng không? Chỗ này là đi in, nó khác, khổ tâm muốn chết hả, lấy trên mạng chụp hình trên mạng không nè, thấy ghê muốn chết, tội nghiệp con mèo này, thấy ghê luôn, trời ơi, không hợp tác mà đi chối người ta lợi, chối xong rồi hả, dựng hai cái tay người ta lên, tội nghiệp muốn chết luôn nè, cái bức này thấy ghê muốn chết, đáng sợ thì sự luôn. Chấm bài của mấy em mà hát tôi muốn xỉu tại chỗ. Tiếp, không ngờ luôn. Rồi tiếp nè, cười không? Tiếp chưa? Đáng sợ chưa? Kinh hồn chưa? Kinh hồn chưa? Tiếp đó, chó mèo không nè. Trời ơi tôi, cái bức này mà, cái bức này phát ra âm thanh luôn á mấy em. Ê, cái bức này quá, quá trời, không phải trên mạng luôn á. Mà không chết. Bức này để tôi tin em. Mà không chết hả? Quá mệt mỏi rồi. Quá mệt rồi. Mà không chết. Quá mệt rồi. Quá mệt mỏi rồi. Cái quốc này y gan ha, nó muốn sửa sẵn để đánh lộn gì á, thấy ghê muốn chết à. Nhìn nó thấy ghê quá à, nhìn con mèo này hiền khô à, nhìn con chó cũng hiền khô à. In hai bài khác nhau nha em, dạ, cái nộp hai bài, nộp hai con chó giống nhau ghê không? Lớp thầy xiên quá ha, xiên chứ em lấy trên mạng không đó. Nè, chụp hình nhỏ bạn có tính là động vật không thầy? Sao em nói chuyện vậy rồi bạn bè em đọc được rồi, em bị lên đoạn đầu đài giải ra pháp trường rồi sao? Thầy thích cái bức con chó ngồi bên cây thông á em, đẹp ghê. Trời, con mèo này nhìn nó hèn gì đâu luôn á, không có tưởng tượng được luôn á. Cái bức này tôi cười muốn chết luôn, là tôi nhớ là cái vụ mà mấy cái anh mà thánh lòng tiếng á, ưa lòng tiếng, cái vụ mà mấy con chó nó hay ghen á, nó chữ lộn nhau, ông này bà kia, ông xã bà xã đi chơi khuya chưa về á. Tôi nhìn cái này, tôi nhớ là tôi liên tưởng cái bức ảnh phát âm thanh, mấy em nó cười muốn chết à. Kiểu như cái con chó nằm là ông chồng đi chơi khuya về, sợ quá không dám vô nhà, bà vợ ra tới ngoài đường chữ. Kiểu vậy đó, nó cười muốn chết.
chụp người yêu cũ nộp được không thầy? Em, cái này là chủ đề là động vật mà sao em lấy người yêu cũ của em ra chụp hình? Dèn phẹt ơn không á, đi lôi ba con gà ra chụp hình nè, thấy ghê muốn chết. Còn con chó nữa nè mấy em, mà không chết hả? À. Cái con chó chụp hình ở ngoài trước á thì nó không có nhìn mình. Cái đi chạy ra sau lưng nó chụp, cái ảnh đi qua sau lưng, ảnh quay đường, nó không nhìn luôn. Con mà không chết cái đớp này luôn á. Còn con chó này, con mèo này nó hèn hạ muốn chết luôn, đã người ta núp mà còn đi vô chụp người ta nữa. Con chó này cam chịu, đã người ta không muốn chụp hình rồi, lấy cái tay nắm cổ người ta nè, thấy ghê không? Chụp mọi góc độ luôn, động là chụp, chụp bất chấp luôn mà. Con chó này đang tưởng tượng, người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển đơn côi một mình. Mà không chết. Cái mặt con mèo này bất lực nè. Tiếp, con chó nè, cảm phúc nói em chụp xong bước này rồi, con chó này nó gượng nó cắn em chạy muốn chết. Thành ra em chụp được con tắm một. Trời ơi, nó cởi xong tưởng thấy bà luôn á. Khổ ghê, thì em chụp hình không xin phép người ta gượng ta cắn em phải ừ. Đó, coi bà lỡ đó mắc cười không chết nè, con chó nè, ghê không? Rồi nè, con chó ngậm bao lì xì nè. Rồi, con mèo nè. Hả? Nè, thì coi lỡ cái nó xong ừ. Nè, thấy chưa đẹp không? Đó, đẹp chưa? Rồi, con chó dễ thương ghê không? Ngon làm chưa? Rồi con chó này á, là giới thiệu nhà em có nuôi con chó đực. Tàn nhẫn bất nhân luôn. Mà con chó này cũng không biết cái gì xảy ra, ảnh tưởng đang giỡn với ảnh nha. Ảnh cũng giỡn, ảnh hớn hở lắm. Ai ngờ đâu chụp hình nè. Bu đi xin minh nó liền luôn, thấy không? Nó tàn nhẫn bất nhân với con nhà người ta không? Nó tưởng tượng được luôn á. Chụp hình gì đâu mà tao nói hả, không có tự trọng gì hết trơn. Con trai con gái gì không cần biết, người ta phải mặc quần áo vô rồi hả chụp người ta. Mệt muốn xỉu. Thì cái lớp này sao? Chủ đề là gì hả? Là chụp động vật á. Nhiều thôi. Đúng là thủ đoạn vô biên mưu hèn kế bẩn. Chỉ vì con điểm nô lệ của số điểm mà khiến con này nó phải mang gọi là cái gì? Hình ảnh mang tội nhân thiên cổ. Không tưởng tượng được luôn á mấy em. Rồi bây giờ vậy đi, cảm ơn các bạn đã xem like, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn 5 phút sau lên cái phiên like tiếp theo. Để chúng thôi không có lên phiên like nữa, 12, 11 giờ ngủ. Quên, tưởng đâu còn thời lượng. Hết thời lượng rồi. Đúng 23 giờ là eo, cho nên là thôi. Các bạn á, hả, ngủ ngon, mơ đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem like, tặng quà. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye mọi người. Khổ tâm ghê chưa.